video vòng lặp vô cực là dạng video mà hiện nay rất nhiều hot TikToker sử dụng, và làm nó như thế nào? Xem cái clip của mình nha. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem hai clip mình áp dụng cái cách này nhá. Thứ nhất là clip này. Và mình chỉ muốn nói với các bạn rằng đây là cách giúp cho clip của các bạn trở nên nét hơn bằng một... Tức là của mình đã nói cái câu này, và mình chỉ muốn nói với các bạn rằng đây là cách giúp cho clip của các bạn, tức là đây là một câu, đây vốn dĩ là một câu, thế nhưng mình sẽ chia làm hai. Tức là cái câu mà vậy, và mình chỉ muốn nói với các bạn là, thì cái câu này mình sẽ cắt đi và mình ném xuống phía cuối video. Còn đầu video nó sẽ bắt đầu từ cái chữ cách làm cho video của bạn nét hơn chẳng hạn. Vậy đấy, xong bắt đầu khi mà TikTok nó tự động nó chạy lại, nó chạy lại từ đầu video ấy, thì nó sẽ lại kết nối luôn với cái câu là cách giúp cho clip của bạn nét hơn. Đó, nó vốn dĩ là một câu, như mình bẻ cái phần đầu mình ném xuống cuối như thế, thì khi người ta xem, người ta sẽ không biết được rằng là người ta đang bị đưa vào một cái vòng tròn ma thuật đúng không. Và tiếp tục xem clip thứ hai nhé. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết cách để tìm những bạn nhạc phù hợp với video giúp... Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết. Đấy, đây chính là cái câu mình sẽ ném xuống phía cuối, mình cắt đi và mình ném xuống phía cuối video. Sau khi mình đã trình bày hết nội dung video rồi, mình sẽ nói rằng vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết. Tức là cái từ cuối cùng kết thúc trong video của mình là cái từ biết. Một từ rất là dở dang luôn. Thế nhưng khi mà TikTok nó chạy, nó vòng lặp, nó chạy khi mà hết một video nó lại chạy lại từ đầu nếu chúng ta không vớt đúng không, thì nó lại tiếp tục chạy lại từ đầu video, thì nó sẽ lại nối với cái câu cách để làm cái gì đó. Tức là cuối cùng thì mình kết luận như này. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết, quay lại luôn từ đầu, cách để làm gì đó. Đấy, nó trở thành một cái vòng lặp ấy, làm chúng ta lại phải xem lại một lần nữa mà không biết rằng là chúng ta đã xem hết một lần rồi đúng không nào. Bây giờ cách làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Khi quay video thì chúng ta cứ nói từ đầu đến cuối như thế. Vậy là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết, sau đó các bạn hãy nghỉ khoảng 1 giây, cách để làm một video nét hơn chẳng hạn. Đấy là nói tiếp tục câu tiếp theo. Và các bạn nghỉ 1 giây để khi mà chúng ta cắt nó dễ hơn đúng không, chúng ta phải tách cái câu đấy xuống phía cuối mà. Giờ mình sẽ vào dự án mới này, mình sẽ vào cái video đấy này. Vậy là hôm nay bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ cắt bỏ phần đầu đi nhá. Mọi người không cần phải nghe thử, mọi người có thể dùng tay đẩy từ phải qua trái, nhìn trên gương mặt của mình, nhìn vào cái khẩu hình của mình. Lúc mình chưa kịp đấy, mình sẽ lại lùi lại một chút. Lúc này mình đang nhím miệng này, nó chưa nói này, chạm vào thanh video, ấn tách, chạm vào phần đầu tiên này, ấn xóa. Vậy là ok rồi, nghe thử nhé. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết đó, cách để tìm những bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ngăn cách ra, tức là chúng ta sẽ chạy thử, ấn hình tam giác chạy thử đến đúng khi kết thúc cái chữ biết cái chúng ta phải ấn dừng lại ngay để chúng ta cách. Hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết. Đó, mình đã dừng rất là kịp thời đúng không nào. Chạm vào thanh video, ấn tách. Bây giờ thì mình sẽ giữ vào cái đoạn đầu này, giữ tay vào cái đoạn đầu này, và mình dịch sang bên phải để kéo xuống phía cuối. Đó, bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ nghe ở cuối nhá, mọi người nghe rất là dở dang luôn này. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết. Đó, thế nhưng khi mà chúng ta bị quay lặp video ấy, tức là trên TikTok nó chạy cứ hết nó lại chạy lại từ đầu ấy, nó tự replay lại ấy, thì nó sẽ kết nối với đoạn đầu. Mọi người nghe thử lại nhé, nó sẽ kết nối luôn này cho các bạn biết cách để tìm những bạn nhé. Mọi người thấy không, tức là nó kết nối luôn với câu đầu như thế, thì người xem người ta sẽ không biết rằng là mình đang bị xem lại lần nữa. Chính vì thế nhiều người sẽ có được nhiều lượt xem hơn nhiều cái dạng video này. Một số mẫu câu vòng lặp tham khảo. 1. Nếu các bạn đang gặp phải tình trạng mất ngủ thì đừng vội lướt qua video này, mình sẽ mách bạn bí quyết ngủ. 2. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn bí quyết để giảm cân mà không cần ăn kiêng. Các bạn hãy quay theo mẫu câu như vậy rồi cắt tách và đẩy đoạn đầu về cuối video nhé. Chúc các bạn thành công. Đừng làm, đến 92.